Ấy chào mọi người nhé. Video này thì em có một con máy xịt thuốc mọi người. Nhưng con này bình nó cắn nứt. Bình cắn nứt rồi nha, nên là em bán cắn nứt này về xử lý dùng cũng tạm cũng được. Này là Kawasaki mọi người. 32 ly. Rồi cánh quạt này. Dây ga thì mọi người về lắp dây ga của máy phát cỏ vào. Này bình này chắc tầm 15 lít mọi người. Cái nắp bể đó. Cái này thì để xem nếu mà còn cái nắp nào thì em cho, còn không về tự mua nha. Cái này để cho mọi người 400.000 nha. 400 nha mọi người, không bao ship. Máy là về sau bán lại nha. 400 nha. Thì nói chung cái bình này thì nó không phải bể nát ra mà là nó cắn này nè. Em không có bao bình đâu nha. Bình thì quay trói rồi đó, em không có bao bình. Gửi hàng thì em không có đảm bảo cái này nha, thì em chỉ cố gắng đóng hàng thật kỹ và dặn ship thôi, nó không có bao, tại vì nó cái này nó nứt răng cưa rồi. 400.000 nha mọi người, không bao ship, mua thì chuyển khoản giúp em ha. 400.000 nha, không bao ship, về sau bán vậy thôi.